Ladies and gentlemen, please take a seat as the event is about to start soon. Thank you. Good morning, everyone, and welcome all our guests to be here today for the opening ceremony of the final round of the Sixth White Hat Grand Prix. Joining us today, we'd like to introduce Mr. Nguyễn Thành Phúc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and Communication of Vietnam. Mr. Ngô Tuấn Anh, Vice President of Cybersecurity BKV Corporation, also the Operator of Cybersecurity Community, White Hat VN. We also like to introduce representatives from valuable channel authors and sponsors, BKV Corporation, Netnum Company, SciStack Security, together with esteemed members of the media. And most importantly, warmly welcome the finalists of the Sixth White Hat Grand Prix, who are now online on the system ready for the competition to start. They are Perfect Blue, Nice Gang, and Open to All from USA. Most Markedly Chicken from Russia, King Tiger Prawn and Just to Play from Korea, InfoSec ITR from India, Alice from Germany, and last but not least, Ace Band Baby BHD from Vietnam. Ladies and gentlemen, White Hat Grand Prix has now reached its sixth season. It's a journey full of event and emotion for all of us. And today, we would like to present to you a little short video clip to tell you about the 6 year story. Technology development brings great benefits to humanity, while posing challenges to global cybersecurity. In the next 5 years, according to experts' calculations, the world will suffer more than 100 billion cyber attacks. The number of attacks will increase by 22.5% per year. In October 2013, a cybersecurity event attracted the attention of technology circles. Vietnam Cybersecurity Forum WhiteHat.vn officially launched. In a series of events, the Capture the Flag contest was held in Hanoi. This was the premise for the future White Hat Grand Prix competitions. White Hat Grand Prix is built up to be a playground for cybersecurity lovers all over the world, where they can share, learn, and interact with others. This will help to make the globe's internet safer. It started with a national CTF competition. In 2015, White Hat Grand Prix officially expanded its global reach, serving as a playground for cybersecurity experts to compete and show off their abilities. The competition strongly promotes cybersecurity research and learning, creates human resources for the country, and expands the cybersecurity activities of Vietnam to the world. Every year, White Hat Grand Prix has sent messages about the country and people of Vietnam to international friends. White Hat Grand Prix 2015, with the theme of Hello Vietnam, received a great deal of compliments from international teams for its professionalism in the organization and its impressions with pictures introducing beautiful landscapes of Vietnam after passing a challenge. The White Hat Grand Prix 2016 listed 5 teams from Vietnam in the top 10 for the final round. In 2017, for the first time, a team from Vietnam won the White Hat Grand Prix Championship. The second and third places were teams from Taiwan and the US. In the final round of White Hat Grand Prix 2018, top 10 teams from all over the world gathered at the National Convention Center in Hanoi. More than 150 Vietnamese cybersecurity experts participated in challenge creation
and infrastructure preparation for the competition. Approximately 2 billion Vietnamese dong were invested for the event by the organizer. After 8 hours of competition, the LC1BC team from Russia won the championship. The second and third places were Coconut Coffee from Korea and P4 team from Poland. After the contest, teams had a visit to Ninh Binh in Vietnam to enjoy its beautiful landscape. What is waiting at the 6th White Hat Grand Prix? White Hat Grand Prix 6 has the theme of Vietnam today, attracting a record number of participants with 739 teams from 84 countries and territories around the world. Among these, many teams are in the top 10 of the World Cybersecurity Rankings CTF Time. The contest will not only have traditional Jeopardy and Attack and Defense, like the previous seasons, but will also add a White Hat Bug Bounty program, hunting for vulnerabilities on popular software and important systems in Vietnam. With this new content, in addition to the highest prize worth 230 million Vietnam dong, teams also have the opportunity to receive additional bounties corresponding to the vulnerabilities they find. The past 6 years have seen the maturity of White Hat Grand Prix. The number of teams participating in the competition has increased 9 times from 66 teams in the first year to 739 teams. The quality of the contest is also improving year by year. In the context of increasingly complicated developments in cybersecurity, the contest has made an important contribution to raising awareness of global cybersecurity. Let's wait for the winner of the Authority of Information Security, the Ministry of Information and Communication of Vietnam. The White Hat has successfully organized the White Hat Grand Prix contest. This exceptional cybersecurity contest hosted by Vietnam that is recognized by the global cybersecurity community, attracting top of the world contestants in the field such as United States, Russia, India, Germany, Korea, Ukraine, etc. Hence, the international reputation of the White Hat Grand Prix contest is over. Năm 2017, Việt Nam Heritage giới thiệu những di sản đậm bản sắc dân tộc. Năm 2018, Legion of Vietnam là chuyến phái truyền thống của đất nước chúng ta từ con rồng tiên thời dựng nước, đường bánh chưng, bánh dày truyền thống. Thì năm nay với Việt Nam Today là sự giới thiệu về một Việt Nam hiện đại đang trên đà phát triển
với những thành tựu văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành một trung tâm về chia sẻ thông tin an toàn, an ninh mạng của ASEAN, từng bước đưa Việt Nam thành cường quốc về an ninh mạng. Về an toàn an ninh mạng, the US, Russia, Korea, India, Germany and Vietnam are now competing in the online final round of the 6th White Hat Grand Prix online. Về cuộc thi, đề ra nay không chỉ có nội dung Jeopardy, Attack, Defense truyền thống như các mùa giải trước, mà được bổ sung thêm phần thi Private Bug Bounty, tìm kiếm lỗ hổng trên các phần mềm thông dụng và hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam. Phần thi này lần đầu tiên được tổ chức trong vòng chung kết sẽ mô phỏng các hệ thống thông tin quan trọng, cung cấp các phần mềm thông dụng cho các đội so tài tìm kiếm lỗ hổng. Với phần thi mới này, các đội có cơ hội nhận thêm khoản tiền thưởng tương ứng với các lỗ hổng phát hiện được. Từ các lỗ hổng được phát hiện, ban tổ chức sẽ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và các lỗ hổng đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng của Việt Nam. Ban tổ chức đã xây dựng hệ thống quản lý mật sử dụng các thiết bị phần cứng thực tế để các đội chiến đấu trong các tình huống thực tế. Nhiệm vụ của các đội một mặt là tấn công và khai thác các lỗ hổng của đội khác để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của họ và phát hiện chuyển động và đèn giám sát, đồng thời bảo vệ hệ thống của chính họ. Để hoàn thành tốt bài thi, đòi hỏi các đội phải có kỹ năng thực hành cũng hiểu biết sâu sắc về bảo mật cơ sở tầng, bảo mật mã hóa và bảo mật web. Ngày càng diễn biến phức tạp, nghiệp cùng nhà nước tạo trở tích cực để các bạn trẻ có cơ hội rèn luyện thông qua đó trưởng thành hơn. Chúc các đội thi vượt qua chính mình để có được kết quả cao nhất trong White Hat Grand Prix 06. Mời ông Ngô Tuấn Anh lên sân khấu ạ. Và tiếp theo, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Tập đoàn Công nghệ BKAV, nhà tài trợ chính của cuộc thi, thời là trưởng ban điều hành cộng đồng an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn sẽ giới thiệu về vòng chung kết White Hat Grand Prix 06. Kính thưa quý vị, đầu tiên tôi xin được cảm ơn ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, đơn vị đồng hành cùng cuộc thi. Xin chào mừng 10 đội thi tham dự vòng chung kết White Hat Grand Prix 06 hôm nay. Vâng, và tôi rất vui mừng năm nay White Hat Grand Prix đã bước sang 6 với sự phát triển vượt bậc cả về chất lượng và số lượng đội tham dự. Hai cuộc thi thu hút con số kỷ lục với 739 đội thi từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, gấp 9 lần so với mùa giải. Năm nay đầu tiên Bắc thi đưa vào vòng chung kết White Hat Grand Prix kết quả đáng khích lệ với tổng số sơ bộ 23 lỗi được phát hiện. Các phần mềm hệ thống được đưa vào chương trình White Hat Bug Bounty bao gồm hệ thống cung cấp dịch vụ nền tảng giám sát chất lượng Internet quốc gia của Việt Nam. Các phần mềm được dùng phổ biến tại Việt Nam gồm phần mềm phục vụ kết nối Internet cũng như phần mềm hạ tầng khóa công khai giúp đảm bảo các giao dịch trên Internet. Bên cạnh Bug Bounty ở phần thi Attack Defense, ban tổ chức đã xây dựng hệ thống thi sử dụng các thiết bị phần cứng thực tế để các đội thi thực chiến như các tình huống ngoài cuộc sống. Một mặt các đội phải tấn công, khai thác các lỗ hổng của đội khác để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, phát hiện chuyển động, đèn giám sát, đồng thời phải bảo vệ hệ thống của mình. Trước khi các đội thi chính thức chinh phục thử thách trong chung kết White Hat Grand Prix 06, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng tài trợ. Thành viên ban tổ chức, đội hỗ trợ kỹ thuật, đội ra đề. Tôi hy vọng vòng chung kết White Hat Grand Prix sẽ thành công tốt đẹp. Và hẹn gặp lại trong White Hat Grand Prix 2021. Xin cảm ơn. Thank you.
Vâng, ngay sau ông Tuấn Anh sẽ là ông Nguyễn Tuấn Minh, trưởng ban kỹ thuật Whitehead Grand Prix 06, về thể lệ của vòng chung kết Whitehead Grand Prix 06. Đầu tiên, ông Minh sẽ nói về một số thông tin chung của vòng chung kết. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 8 tiếng và chỉ ít phút nữa ban tổ chức sẽ mở cửa. Các đội tham gia vòng chung kết là 10 đội đứng đầu từ vòng loại gồm 3 đội Mỹ, 2 đội Hàn Quốc, 2 đội Việt Nam, Ấn Độ, Nga, Đức, mỗi quốc gia có 1 đội. Tiếp theo là về thể lệ của cuộc thi. Đội thi gồm 3 phần khởi động, tăng tốc và về đích. Điểm cuối cùng của mỗi đội sẽ là tổng điểm của 3 phần thi. Lần lượt từng phần sẽ được mở theo lịch trình của ban tổ chức. Ở phần khởi động, các đội sẽ vượt qua các thử thách ở 5 lĩnh vực: Reverb, Web, Security, Crypto, Porn, Mix. Tất cả các thử thách đều có 1.000 điểm. Điểm sẽ được trừ tương ứng với số đội giải thành công thử thách này. Đội đầu tiên giải thành công sẽ được thưởng 50 điểm. Sau khi phần thi khởi động diễn ra một thời gian, ban tổ chức sẽ mở phần tăng tốc. Ở phần thi này sẽ mô phỏng các dịch vụ và tài nguyên của các đội, bao gồm tường lửa và máy chủ. Phần thi được chia thành các vòng, mỗi vòng sẽ từ 20 đến 30 phút. Điểm của một vòng bao gồm điểm tấn công, phòng thủ và điểm dịch vụ. Điểm của một vòng bao gồm điểm tấn công, phòng thủ và điểm dịch vụ. Các đội sẽ tấn công hệ thống của các đội khác để lấy cờ, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo dịch vụ của mình được bảo vệ trong suốt vòng đấu. Tấn công dịch vụ của các đội khác thành công và lấy được một cờ sẽ được 20 điểm. Mỗi lần bị một đội khác lấy được cờ thì sẽ bị trừ 10 điểm phòng thủ. Điểm phòng thủ bằng 0 khi một đội bị tất cả các đội khác tấn công và lấy được cờ. Về phần thi về đích, các đội sẽ tấn công vào hệ thống quản lý an ninh. Hệ thống này bao gồm nhiều thành phần, hệ thống điều khiển trung tâm, camera, điều khiển ánh sáng. Đây là một phần thi hấp dẫn bởi số điểm các đội có thể giành được sẽ bị trừ thời gian. Vì vậy, các đội phải chạy đua với thời gian, vượt qua các thử thách càng sớm càng tốt. Và cuối cùng là một số quy định của vòng chung kết. Trong quá trình tham gia cuộc thi, có một số lưu ý dành cho các đội. Ví dụ, không tấn công đốt hoặc đi đốt vào các công sở cơ sở hạ tầng, không tấn công vào máy chủ tính điểm, không chia sẻ cờ với các đội khác, không thực hiện các hành vi gian lận khác. Ngoài ra còn có một số quy định chung như quy định của ban tổ chức là quy định cuối cùng. Trong trường hợp cần thiết, ban tổ chức có quyền thay đổi thể lệ và sẽ thông báo qua email cho các đội. Mọi vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị cảnh cáo, phạt hoặc truất quyền tham gia cuộc thi. Xin cảm ơn. Vâng, sau phần trình bày của trưởng ban kỹ thuật, chúng ta sẽ cùng chứng kiến nghi thức kích hoạt hệ thống để chính thức mở đề thi vòng chung kết Whitehead Grand Prix 06. Thi sẽ được kích hoạt bởi chiếc camera AI View, một sản phẩm công nghệ mới nhất được Make in Việt Nam. Hệ thống sẽ nhận diện mặt của ông Nguyễn Thành Phúc và ông Ngô Tuấn Anh chính thức kích hoạt. Vâng, bây giờ chiếc camera AI View đã nhận. Okay, so I'm questioning.
Vâng. Bây giờ chiếc camera AI View đã nhận dạng khuôn mặt và kích hoạt hệ thống. Vòng chung kết White Hat Grand Prix 06 đã chính thức bắt đầu. Thank you, Mr. Nguyễn Thành Phúc, Mr. Ngô Tuấn Anh. Vòng chung kết White Hat Grand Prix 06 sẽ kéo dài liên tục trong 8 tiếng. 10 đội thi của chúng ta sẽ thi đấu trực tuyến trên hệ thống của ban tổ chức. Một kênh Slack dành riêng cho việc hỗ trợ các đội thi cũng đã được tạo và đội ngũ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi cũng đã sẵn sàng để đồng hành cùng các đội trong suốt 8 giờ tới. Cuộc thi sẽ được tường thuật trực tiếp trên whitehat.vn và grandprix.whitehatvn.com. Vâng, thưa quý vị, buổi live stream khai mạc vòng chung kết WHAT Grand Prix đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.